Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2021 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2021. Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Tại chương trình, các cấp hội phụ nữ thành phố đã cùng nhau ôn lại truyền thống 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2021 và trao tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho 3 cá nhân là các anh chị đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ, tặng quà tri ân các cô, chị, nguyên là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ. Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025. Phát động triển khai sáng kiến, huy động câu lạc bộ Sống Xanh tham gia quản lý rác thải tại cộng đồng trong bối cảnh dịch COVID-19 năm 2021-2022 tại 7 câu lạc bộ Sống Xanh thuộc 7/7 quận huyện với tổng kinh phí 190 triệu đồng do dự án giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương của UCS tài trợ, Greenhof triển khai tại Đà Nẵng. Theo đó, sáng kiến sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ các địa phương thực hiện thí điểm câu lạc bộ Sống Xanh tham gia quản lý rác thải tại cộng đồng. Qua đó phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ trong câu lạc bộ Sống Xanh thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời truyền thông thúc đẩy cộng đồng cùng thực hiện có hiệu quả việc quản lý, phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu rác thải trong môi trường, dần thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, các hoạt động hạn chế thải rác trong môi trường.